Thời tiết miền Bắc những ngày gần đây nhiệt độ giảm sâu khiến cho số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng mạnh. Tại trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng. Đặc biệt là trong số 1.000 ca cấp cứu gần đây thì có tới 10% là bệnh nhân dưới 44 tuổi. Bệnh nhân này bị đột quỵ cách đây khoảng 1 tuần. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức, mất chức năng ngôn ngữ. Gia đình cho biết bệnh nhân 82 tuổi có vấn đề về tim mạch và nguyên nhân thúc đẩy chủ yếu là do thời tiết thay đổi, nhiệt độ giảm sâu. Như bác sĩ nói là cũng có vấn đề về tim thì sẽ gây ra dễ bị đông máu ở tim thì nó sẽ lên não. Triệu chứng là đang ngồi tự nhiên nó gục người rồi, gục đầu rồi. Đi vệ sinh thì không nhấc được chân. Tại trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây số lượng bệnh nhân bị đột quỵ tăng 25% so với thời gian trước, trung bình tiếp nhận 50 ca một ngày. Đặc biệt, tỷ lệ các ca đột quỵ nặng chiếm phần lớn. Nguyên nhân các bệnh nhân bị đột quỵ chủ yếu là do thời tiết quá lạnh. Có những trường hợp là bệnh nhân mà người ta hay phải đi ra những cái thời tiết giá lạnh cực đoan ấy. Khi có những trường hợp của công nhân làm phía ngoài trời chẳng hạn, hoặc những cụ già đi tập thể dục chẳng hạn, là những cái thời điểm mình cần phải chú ý tránh những cái tình huống thay đổi thời tiết đột ngột. Môi trường xung quanh nó có thể ảnh hưởng đến các cái thông huyết áp tiểu đường của mọi người thì có thể nó sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bên cạnh việc phòng tránh các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, để phòng tránh đột quỵ khi thời tiết chuyển lạnh, mọi người cần mặc đủ ấm ngay cả khi ở trong nhà. Nơi ở phải đảm bảo ấm áp, tránh bị gió lùa, đặc biệt người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người dân tuyệt đối không tập thể dục trong tiết trời giá lạnh, nhất là vào sáng sớm.